Xin chào tất cả các bạn. Thì trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Net Framework xem nó là cái gì. Thì đầu tiên các bạn có thể lên trên trang Google, các bạn tìm kiếm What is Net Framework. Chúng ta sẽ được trở đến một cái trang chính thức từ Microsoft luôn, và chúng ta sẽ tìm hiểu những cái thông tin từ đây. Có một số cái lý do mà tớ sẽ không sử dụng các cái nguồn thông tin từ các quyển sách khác. Đó là vì là các cái thông tin nó sẽ được cập nhật một cách liên tục. Chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta lên cái trang của Microsoft này, chúng ta sẽ được lấy được những cái thông tin mới nhất, cập nhật nhất. Rồi, khi mà các bạn lên cái trang của Microsoft.net thì nó cũng đã có một câu hỏi rất là rõ ràng ở trên, rất rõ ràng ở trên màn hình rồi. What is Microsoft, what is .net framework? Thì ở đây thì nó là tiếng Việt, tiếng Anh, cho nên là nếu bạn nào không đọc được tốt tiếng Anh thì chúng ta có thể là bấm mũi chuột phải vào đây, các bạn chọn cái translate translate từ tiếng Việt đấy, thì nó cũng sẽ dịch hết ra cho tiếng Việt thôi. Hiện tại thì thông tin nó rất là nhiều, căn bản là chúng ta có thời gian và chúng ta có cái niềm yêu thích để cho chúng ta đọc hay không thôi. Rồi thì cái phần tiếng Việt ở đây thì nó chỉ dịch mang tính chất một số tương đối thôi, nó cũng không có thể dịch một cách hoàn toàn 100% được. Thì tớ đã làm một cái biện pháp, đó là tớ xây dựng lại cái trang web này và sau đó dịch lại một chút cho nó chỉnh chu. Cái trang web này tớ sẽ cung cấp cho các bạn đường link sau. Về cơ bản thì những cái nội dung ở trên trang web này thì cũng sẽ được lấy từ cái trang này ra, nó chỉ khác nhau là thêm một số các cái thông tin nho nhỏ để mà giải thích hơn các cái cụm từ khóa thôi, và cơ bản thì các cái nội dung nó vẫn là như vậy. Rồi chúng ta quay trở lại cái Net Framework nó là cái gì. Thì về cơ bản, về mặt định nghĩa, Net Framework người ta chia ra làm hai cái phần này, được chưa? Một, nó là một khung phát triển phần mềm để xây dựng và chạy các ứng dụng trên Windows. Hai, nó là một phần của nền tảng Net, một tập hợp các công nghệ để xây dựng ứng dụng cho Linux, macOS, Windows, iOS hoặc là Android. Thì đây, tôi tóm tắt lại, Net Framework nó là khung phát triển phần mềm hoặc là khung ứng dụng. Đấy là cụm từ khóa thứ nhất. Cái thứ hai, nó chỉ là một phần của nền tảng Net thôi. Hay nói khác, nó là một phần của cái nền tảng Net. Nền tảng Net thì bao gồm có một tập hợp các cái công nghệ để mà có thể xây dựng phần mềm. Sau đó chúng ta cần phải phân biệt được khung là thế nào và nền tảng là thế nào. Thì dưới đây chúng ta cũng có một phần cũng có cái phần giải thích. Thế nào là khung và thế nào là nền tảng. Thì về mặt lý thuyết thì framework và platform, framework nó là khung ứng dụng, platform nó là nền tảng, nó là hai cái khái niệm khác nhau ở trong lập trình và trong công nghệ thông tin. Đối với lại framework, hay nói khác nó gọi là khung ứng dụng, thì nó là một cái bộ khung cơ bản chứa các cái thành phần thư viện và công cụ để giúp phát triển phần mềm một cách nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn. Framework thì thường cung cấp các cái quy tắc và hướng dẫn cho việc xây dựng ứng dụng, giúp đơn giản hóa cái quá trình phát triển và tạo ra các ứng dụng có cấu trúc tốt, dễ bảo trì và mở rộng. Các ví dụ về framework phổ biến nó có thể là Ruby, on Rails, Django này, Laravel, React, Vue, vân vân. Cái thứ hai, nó là platform hay gọi là nền tảng, thì ở đây nó là một cái môi trường phần mềm hoàn chỉnh để phát triển này, triển khai và quản lý các ứng dụng. Nền tảng thì nó cung cấp cái hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống đám mây, dịch vụ web và các cái công cụ khác để hỗ trợ việc xây dựng và triển khai ứng dụng. Ví dụ về các cái nền tảng phổ biến có thể là Google Cloud Platform, Amazon Web Service hoặc là Microsoft Azure, vân vân. Nói tóm lại thì framework nó là một cái bộ khung để phát triển phần mềm, trong khi thì platform nó là một cái nền tảng để xây dựng, triển khai và quản lý các cái ứng dụng trên đó. Cả hai cái, tức là khung ứng dụng và nền tảng, nó đều là công cụ hỗ trợ cho việc phát triển phần mềm và có thể được sử dụng một cách cùng nhau để tạo ra các ứng dụng chất lượng cao để dễ bảo trì. Thì đó là sự khác nhau của framework và platform. Thì quay trở lại, chúng ta có Net Framework và Net không thôi. Ở đây chúng ta có Net chữ Framework và ở đây có chữ Microsoft.net. Thì bây giờ chúng ta đã phân biệt được hai khái niệm đấy rồi. Net Framework khác nhau với Net ở chỗ nào? Một cái là khung phát triển phần mềm, một cái là nền tảng. Nền tảng thì nó rộng hơn, khung phát triển phần mềm thì nó hẹp hơn. Đấy, vừa rồi chúng ta đi qua được bốn cái hai gạch đầu dòng,
hai lực đồ dòng đầu tiên. Cái thứ hai đó là .NET và .NET Framework, cũng nhắc lại một lần nữa thôi. .NET nó là một nền tảng dành cho nhà phát triển, được tạo thành từ các cái công cụ, ngôn ngữ lập trình và thư viện để xây dựng nhiều loại ứng dụng khác nhau, thì có nhiều triển khai khác nhau của nền tảng .NET. Mỗi lần triển khai sẽ cho phép mã .NET thực thi ở những nơi khác nhau, ví dụ như Linux, macOS, Windows, iOS hoặc Android, vân vân. Tiếp theo nữa, chúng ta ngó hơn một chút giữa cái khái niệm một là .NET Framework và .NET không thôi, thì .NET Framework nó là triển khai ban đầu của .NET, nó hỗ trợ chạy các cái trang web này, dịch vụ này, ứng dụng máy tính để bàn và hơn thế nữa ở trên Windows. Còn đối với lại .NET không thôi, không có chữ Framework đằng sau, thì nó là một triển khai đa nền tảng để chạy các trang web, dịch vụ và ứng dụng bằng điều khiển trên Windows, Linux và macOS. Và nếu mà các bạn nhìn ở đây thì chúng ta đã thấy có một sự khác biệt rồi, đúng không? Ở trên này nó trên Windows thôi, bên dưới này nó mở rộng ra thêm trên Linux và macOS nữa. Và .NET thì nó là mã nguồn mở ở trên GitHub, và .NET trước đây được gọi là .NET Core. Cái thứ hai đó là Xamarin thuộc Mono, nó là một triển khai của .NET để chạy các ứng dụng trên tất cả các hệ điều hành di động chính, bao gồm cả iOS và Android. Thì ở đây chúng ta đã trong cái phần này cũng vẫn vậy thôi. .NET Standard thì nó là một đặc điểm kỹ thuật chính thức của các cái API phổ biến trên các cái triển khai .NET, thì điều này sẽ cho phép cùng mã và thư viện chạy trên các cái triển khai khác nhau. Đó chính là cái sự phân biệt giữa .NET và .NET Framework. Và trên này, ở dưới này nó chỉ có nói một số gạch đầu dòng con thôi. Tôi đã triển khai thêm gạch đầu dòng con đó thành rộng hơn một chút để cho các bạn có thể hiểu được. Cái thứ hai nữa là kiến trúc của .NET Framework. Thì đối với Microsoft, người ta nói về kiến trúc Microsoft của kiến trúc .NET Framework, nó chỉ có hai cái thành phần chính thôi. Thì hai thành phần chính của .NET Framework nó là Common Language Runtime và .NET Framework Class Library. Thì đối với lại Common Language Runtime, tức là runtime là chạy, đúng chưa? Ngôn ngữ, language là ngôn ngữ, common là chung, đúng chưa? Chúng ta dịch ngược trở lại là chạy, đúng chưa? Chạy ngôn ngữ chung, đúng chưa? Nó là công cụ thực thi xử lý các ứng dụng đang chạy, nó cung cấp các cái dịch vụ như là quản lý luồng, thu gom rác, an toàn kiểu và xử lý ngoại lệ, vân vân. Và đây chúng ta có một cái phần thứ hai nữa, đó là cái bộ thư viện là .NET Class, .NET Framework Class. Thì thư viện lớp sẽ cung cấp một bộ API cho các chức năng chung. Nó cung cấp các loại cho chuỗi này, các kiểu này, các loại cho chuỗi, ngày tháng, số, vân vân. Thì thư viện lớp thì bao gồm các API để có thể đọc và ghi lên tem, kết nối với lại cơ sở dữ liệu. Các ứng dụng của .NET thì được viết bằng ngôn ngữ lập trình C Sharp hoặc là Visual Basic, ba cái ngôn ngữ phổ biến này. Mã thì sẽ được biên dịch thành ngôn ngữ trung gian chung CIL và không phụ thuộc vào ngôn ngữ. Mã đã biên dịch thì được lưu trữ trong các tệp có phần mở rộng là DLL hoặc là EXE. Khi một ứng dụng chạy thì CLR, tức là cái Common Language Runtime này, CLR sẽ nhận hợp ngữ và sử dụng trình biên dịch tức thời GIT để biến nó thành mã máy có thể thực thi trên một kiến trúc cụ thể của máy tính mà nó đang chạy. Đó là cái phần diễn giải của Microsoft. Thì cái phần diễn giải này thì có thể được minh họa bởi một cái hình như sau. Khi mà chúng ta làm cái .NET Framework, chúng ta có thể lựa chọn một trong ba loại ngôn ngữ. Các bạn viết bằng C# cũng được, các bạn viết bằng F Code cũng được, các bạn viết bằng F# Code cũng được, các bạn viết bằng Visual Basic Code cũng được. Chúng ta làm cả ba ngôn ngữ đều được. Sau khi cả ba ngôn ngữ đấy xong thì chương trình nó sẽ sử dụng một cái, đó là compiler. Đối với lại khi các bạn dùng C# thì chúng ta có C# compiler để biến cái ngôn ngữ C# này thành một cái ngôn ngữ gì đó. Đúng chưa? F tương tự như vậy, F# và Visual Basic nó đều có compiler cả. Và nhiệm vụ của ông compiler này, ba cái ông compiler này là để biến của ba cái ngôn ngữ này thành một cái ngôn ngữ gì đó nó chung. Trước đây nó riêng, đúng không ạ? C# riêng, F# riêng, Visual Basic Code riêng. Và bây giờ làm nào biến mấy cái ông code này trở thành một cái ngôn ngữ gì đó. Và Microsoft nó quy định nó là một ngôn ngữ trung gian chung. Cho dù viết bằng ngôn ngữ gì, sau khi chạy quá trình biên dịch nó giống nhau hết. Ví dụ như vậy, câu lệnh Hello World chẳng hạn, C# viết khác, F# viết khác và Visual Basic viết khác. Nhưng sau khi chạy qua cái trình biên dịch này, tất tần tật ba ngôn ngữ này nó đều quy về một dạng chung, chuẩn chuẩn.
thì nó gọi là Common Interface Language CL. Và sau cái bộ chúng ta có cái ngôn ngữ trung gian chung, language là ngôn ngữ intermediate là trung gian, common là chung, mà ngôn ngữ trung gian chung thì ở đây là ngôn ngữ trung gian chung, nó cần phải được biên dịch một lần nữa, đó chính là cái Common Language Runtime CLR. Thì cái ngôn ngữ này thì nó chúng ta nói là cái gì, làm tại sao thì tại sao cái các cái hệ điều hành trên net nó có thể chạy được trên Windows, có thể chạy được trên Linux, có thể chạy trên Mac OS, đúng chưa? Mỗi một cái hệ điều hành này nó có những cái kiểu mã nguồn khác nhau, kiểu đặt khác nhau, đúng chưa? Thế thì bây giờ mỗi một cái ông đấy mà ông có kiểu đặt khác nhau đấy thì lại biến cái ngôn ngữ trung gian chung đó cụ thể cho từng cái hệ điều hành khác nhau. Đó, nếu mà nó là Windows chẳng hạn, tôi biến nó thành một cái file, một cái tab, một cái ngôn ngữ nào đó để Windows có thể hiểu được. Nếu nó là Linux thì biến nó thành ngôn ngữ có thể Linux hiểu được, và nếu nó là cái gì đó Mac OS chẳng hạn thì biến nó thành ngôn ngữ Mac OS nó có thể hiểu được. Cái đó chính là nhiệm vụ của Common Language Runtime, biến các cái ngôn ngữ chung này trở thành một ngôn ngữ mà cái hệ điều hành cụ thể có thể hiểu được, đó chính là machine code nhỉ. Machine code đây nó là 10 toàn số 1 với số 0 thôi. Tiếp theo nữa đó là những cái kiến trúc của Net Framework. Thì tóm lại chúng ta chỉ có hai cái thông tin chúng ta cần phải nhớ thôi, nó chính là hai cái cục này, được chưa? Một là cái bộ Common Language Runtime, hai là Common Language Interface, bộ thư viện lớp, được chưa? Bộ thư viện lớp là cung cấp các bộ thư viện và cái bộ chương trình dịch. Nói qua một chút về lịch sử phát hành thì chúng ta có hiện tại thì chúng ta có đang theo cái trang hiện tại của Microsoft, thì lịch sử phát hành thì nó đang có đến bản 4.8.1 thì nói chung là cái này phát hành vào ngày 9 tháng 8 năm 2022, và trước đó chúng ta có một loạt các cái phiên bản phát hành khác nữa, và cái phiên bản phát hành nó đang được sử dụng rộng rãi gần đây, và Microsoft khuyến nghị đó là phiên bản 4.8, nó là được khuyến nghị đây vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Thì bản này nó đã được hỗ trợ rất là tốt, và bản này nó tương đối mới cho nên là có một số dùng cũng được, nhưng có thể có một số các cái lỗi mà nó có thể xảy ra mà nó chưa fix kịp, thì sử dụng cái bản này nó ổn định hơn và mang tính chất ổn định hơn. Đó là cái việc lịch sử hỗ trợ đấy. Thì toàn bộ về cái giới thiệu về Net Framework là gì đó, chúng ta sẽ có một cái gạch đầu dòng, hai gạch đầu dòng, sau đó chúng ta sẽ có một cục bên này nữa, Net của Net Framework là cái gì, kiến trúc của Net Framework làm sao, đó chính là cái nhìn tổng quan. Chúng ta có 3 phần tóm tắt nhá, mục 1 và mục 2, có 3 cái phần quan trọng cho các bạn thôi. Nhắc đi nhắc lại một lần nữa để cho các bạn có thể nhớ, Net Framework là cái gì, một khung phát triển ứng dụng. Khung phát triển ứng dụng nó là cái gì, nó là cái gì thì nó chính là cái phần mà tôi đã giải thích ra cho các bạn đây rồi. Cái thứ hai nữa, nó là một phần của Net Framework, một phần của nền tảng Net. Nền tảng Net thì chúng ta đã giới thiệu, đã được giải thích rồi, nền tảng Net nó là cái gì rồi. Tiếp theo nữa chúng ta đi sâu hơn một chút về cái phần chương tản mạng một chút về cái phần chương giới thiệu ban đầu này thôi. Thì một số câu hỏi thường gặp về Net Framework thì chúng ta đọc những cái phần này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về Net Framework nó là cái gì. Thế tiếp theo nó là câu hỏi đầu tiên, Net Framework dùng để làm cái gì? Giờ chúng ta muốn biết nó là cái gì thì chúng ta đã biết được khái niệm rồi, bây giờ chúng ta cần phải hỏi. Ok, tôi biết rồi, tôi dùng nó làm gì? Thì Net Framework được sử dụng để tạo và chạy các ứng dụng phần mềm. Dùng để tạo này và chạy các ứng dụng phần mềm, nó tóm lại là tạo ra một cái sản phẩm phần mềm. Các ứng dụng .NET có thể chạy trên nhiều hệ điều hành, sử dụng các triển khai .NET khác nhau, và Net Framework được sử dụng để chạy các ứng dụng .NET trên Windows. Các bạn nhớ này, .NET 0 thì nó có thể chạy trên nhiều đa nền tảng, còn Net Framework sinh ra để viết phần mềm trên Windows, như vậy. Cái thứ hai nữa đó là ai sẽ là người sử dụng Net Framework, thì chúng ta có hai cái góc nhìn, hai quan điểm. Thì các nhà phát triển phần mềm và người dùng đều sử dụng Net Framework. Đối với lại người dùng thì họ sử dụng Net Framework để làm cái gì? Để chạy thôi, đúng không? Người dùng các ứng dụng được xây dựng bằng Net Framework cần phải cài đặt Net Framework. Thì trong hầu hết các trường hợp thì Net Framework đã được cài đặt sẵn ở trong Windows. Nếu cần thì bạn có thể tải xuống Net Framework thông qua cái link mà Microsoft nó cung cấp. Thì tại sao người ta đưa ra cái yêu cầu này? Có thể có một số máy tính của các bạn chạy những cái Windows cũ chẳng hạn, Windows phiên bản Windows những cái phiên bản XP hay là phiên bản Vista gì đó mà nó cài những cái bộ Net Framework
cũ này, bây giờ mới phiên bản cũ từ năm bao nhiêu rồi mà chúng ta lại tải một cái phần mềm mới mà nó vừa mới viết được cách đây từ 1-2 năm chẳng hạn, mà họ sử dụng cái Net Framework 4.8 chẳng hạn, thì rõ ràng cái hệ điều hành của chúng ta không có cái Net Framework phù hợp để mà có thể chạy được cái ứng dụng, thì chúng ta cần phải yêu cầu là tải cái bộ Net Framework tương ứng để chạy ứng dụng, tương ứng là như vậy. Thì trong hầu hết các trường hợp thì Net Framework đã được cài sẵn trong Windows rồi nếu chúng ta sử dụng phiên bản Windows mới nhất. Tuy nhiên có rất nhiều cái trường hợp, đặc biệt là những cái máy tính ở trong công ty, người ta sử dụng những phiên bản Windows cũ và cũ hơn rất là nhiều so với những phiên bản hiện tại. Cái thứ hai, đối với các nhà phát triển ứng dụng thì sao? Thì họ dùng Net Framework để xây dựng nhiều các loại ứng dụng khác nhau, ví dụ như trang web, dịch vụ, ứng dụng trên máy tính, vân vân. Và với Visual Studio, nó là một công cụ. Thì Visual Studio nó là một cái môi trường phát triển tích hợp IDE đó, để cung cấp các cái công cụ nó phát triển và có khả năng gỡ lỗi. Chúng ta xem xét thêm ở cái phần giới thiệu khách hàng.net để biết những ví dụ mọi người đã đang làm gì khi xây dựng cái .net này. Câu hỏi tiếp theo là tại sao tôi cần phải nét tôi cần là cái Net Framework. Bạn cần cài đặt Net Framework để chạy các ứng dụng trên Windows được tạo bằng Net Framework. Cái này chúng ta vừa nói ở phần trước rồi. Bất kỳ một ứng dụng gì tạo bằng Net Framework thì chúng ta cần phải cài đặt nó vào. Nó đã bao gồm trong nhiều cái phiên bản Windows. Bạn chỉ cần tải xuống cài đặt thôi. Cái thứ hai, Net Framework hoạt động như thế nào? Thì các ứng dụng Net Framework được viết bằng một trong ba ngôn ngữ C Sharp, F Sharp hoặc là Visual Basic và sẽ được biên dịch thành cái ngôn ngữ trung gian chung, đó là CL. Cái CLR tức là cái trình biên dịch thời gian chạy đấy, trình biên dịch ngôn ngữ thời gian chạy. Các ứng dụng trên một cái máy tính nhất định nó chuyển đổi CLR thành cái mã máy. Như là cái này chúng ta nói ở phần trên rồi. Tiếp theo là các thành phần chính, các thành phần và cái tính năng chính của mài của net chấm framework của chấm net framework là cái gì? Thì hai thành phần chính của net framework như ở phía trên bao gồm có CLR tức là trình biên dịch đấy, trình biên dịch chạy và cái bộ thư viện thôi. CLR thì nó là một công cụ thực thi xử lý các ứng dụng đang chạy, còn thư viện lớp thì cung cấp một bộ cái API cho các chức năng chung. Ở đây nó nhắc lại một lần nữa sự khác biệt giữa Net và Net Framework là cái gì. Net nó là một nền tảng, còn Net Framework nó là một khu ứng dụng, đúng không? Net là một chấm net, nó là đa nền tảng chạy trên các nhiều các hệ điều hành khác nhau, còn Net Framework nó chỉ chạy trên Windows. Cái đó các bạn nhớ, cái này nhắc lại mấy lần rồi. Cái thứ hai nó là net, nó là cái mã nguồn mở và chấp nhận đóng gói từ cộng đồng. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xem, sửa đổi và phân phối mã nguồn của net được. Tuy nhiên thì mã nguồn của net framework thì lại không được công bố hoàn toàn và không chấp nhận đóng gói trực tiếp từ cộng đồng. Đó là cái khác nhau, một cái mã nguồn mở, một cái không mở. Chấm net rộng hơn thì nó mở, chấm net framework thì nó không mở. Được chưa? Tất cả sự đổi mới thì xảy ra trong .NET, có nghĩa là cái gì Microsoft có cập nhật gì đó chẳng hạn thì nó cập nhật ở trong Microsoft.NET này. Cái thứ tư là .NET Framework được tạo bao gồm trong Windows và được .NET Framework tức là cái bộ này này. Được chưa? Nếu mà nó có cập nhật thì cũng cập nhật như nào? Thì nếu mà nó có cập nhật thì được bao gồm trong Windows và được Windows Update tự động cộng Windows Update này, nó tự động cập nhật trên toàn bộ máy. Câu hỏi của chúng ta bảo là nếu như là mọi sự đổi mới có trong .NET thì bây giờ ông .NET Framework nó có đổi mới thì nó một đổi mới ở đâu? Đấy chưa? Thì câu thì bên dưới nó chính là câu trả lời. Thì .NET Framework nó được đổi mới thông qua cái Windows Update. Nhờ. Và NET sẽ được chuyển giao một cách khá độc lập. Tiếp theo nữa là tôi có thể cài đặt nhiều cái Net Framework không? Cài đặt nhiều cái Net Framework không? Thì một số phiên bản của Net Framework thì được cài đặt song song, trong khi những phiên bản khác sẽ được nâng cấp phiên bản hiện có, được gọi là bản cập nhật tại chỗ. Thì cập nhật tại chỗ nó xảy ra khi hai phiên bản Net Framework chia sẻ cùng một phiên bản của CLR. Nó là như vậy. Ví dụ